Ngay lại tháo gạch ra rồi. Nhấc gạch lên ra. Tôi Duy Thường chào tất cả các bạn. Tôi Minh Quài chào tất cả anh em. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Duy Thường. Thì clip hôm nay hai anh em tôi thực hiện. Hôm nay là tôi sẽ thách thức Minh Quài một lần nữa. Anh em có thể nhìn thấy không? Đây là hai viên gạch. Đấy, biết nữa đâu. Đấy. Đấy. Hôm nay tôi sẽ thử thách Minh Quài là đeo hai viên gạch này vào cổ và xuống bơi qua ao. Nếu mà hôm nay Minh Quài mà bơi được qua ao, tôi sẽ thưởng cho Minh Quài tầm. Minh Quài thấy bao nhiêu? Không phải đôi triệu. Ủa, đôi triệu 5 lít chứ không? Không, 5 lít. Hơi ít. 5 lít thôi. Thôi 1 triệu đi. Đây còn 1,5 triệu thì cho 1 triệu. 1 triệu chưa? Chơi ấy. Ui dồi, còn mút luôn nhá. Nhưng chìm. Qua clip này nếu mà con chìm chết thì cũng Minh Quài tự nguyện nhá, đừng bảo Duy Thường bắt ép nhá. Thôi được, đấy. Qua clip này ví dụ Minh Quài có chìm ở dưới ao tôi cứ để cho ngoẻo nuôi cá cũng kệ, không có sao. Vì 1 triệu này mà Minh Quài sẽ phải. Ok, thì bây giờ anh em tôi sẽ kiếm hai cái dây vào buộc vào cái viên gạch này và treo cổ Minh Quài để Minh Quài bơi. Gia đình chúng tôi trực tiếp bắt ao đây, các bạn nhìn thấy không? Bây giờ sẽ làm bơi từ cái đầu này sang đầu bên kia kìa. Mày để tôi nhảy vắt xuống kìa. Nhảy đi. Cho cái thuyền này. Đấy, bây giờ Minh Quài sẽ cho hai viên gạch vào cổ nhá. Nhớ là hai viên gạch đeo vào cổ này, cuốn này và bơi qua ao. Đấy. Nếu mà được thì được một cú, không được thì chết trôi ở giữa ao ấy thì gọi người không cứu thôi. Ok, bây giờ anh em chúng tôi sẽ xuống dưới ao và làm thử thách luôn. Minh Quài chuẩn bị chưa? Sẵn sàng chưa? Ôi, dám vớt thuyền đấy. Ok, đeo vào chuẩn bị đây. Được chưa? Xuống nước đây. Đấy. Giời ơi. Mày chụp xa đấy. Vớt đây. Vừa chậm thôi. Chìm lên đấy. Chìm ra đấy gần thuyền còn cứu được, không phải chết đuối. Chết ra đấy không ai đi được viếng gì đâu. 2 ngày mất khổ bao nhiêu công việc ấy. Ủa, chìm mất rồi. Gạch đâu rồi? Ngay lại tháo gạch ra rồi. Nhấc gạch lên ra. Đợi mấy. Đi gần thuyền còn chết còn cứu được chứ đi xa quá chết không cứu được. Tôi gần thuyền ở đây. Dễ chết. Chim ôi chim. Mới đi được một nửa đường. À đi 1/4 đường bơi sang lại còn bơi về nữa cơ mà. Uống hai nước à? Ăn thua gì bọn Tây. Cái gạch mất rồi sao? Gạch chìm á? Rơi à? Rơi rồi. Ôi giời. Đây nè. Ừ, tưởng ấy, gạch rơi rồi thì phải chơi lại chứ chơi bẩn đấy ai chơi. Rồi bỏ ra bơi đấy. Chơi bám lâu đấy, nghỉ lâu đấy. Rồi mày lên. Gạch đâu? Gạch đây. Đừng thả ra nhá. Đợi mấy. Ô, tới rồi. Đâu, nhấc gạch lên nào. Thấy không? Ăn một cú nữa mà. Phát biểu còn nghĩ trước khi bơi sang ao này. Nói chung là giọng chế bình thường thôi. Thần chết ngủ quên. Clip này nó mang tính chất là hơi nguy hiểm tí, anh em đừng có học theo nhá. Nhất là những anh em nào không biết bơi ấy, tốt nhất là đừng có dại dột gì mang gạch ra đeo cổ bơi sang ao. Tôi thì tôi không biết bơi rồi, chân tôi đau tôi phải đi thuyền. Để ví dụ Minh Quài có chẳng may có chuyện gì xảy ra tôi cứu được chứ không chết rồi đấy mai ai làm clip cho tôi. Quay ok. Thuyền, quay lại đi. Chuẩn bị sẵn sàng tiếp đi bơi đấy. Nghỉ đã. Ra đây. Phải không? May là thần chết ngủ quên một giấc. Bố ông ngủ thêm giấc nữa. Chưa lắm anh em cũng ra nhận thử thách Minh Quài nhất. Nếu mà cố quay lại được quay lại phát nữa, nếu mà sống vẫn còn sống thì là được một cún đấy. Một cú này đấy, bây giờ để nghĩ xem tối đi làm gì. Tối đi làm gì ạ? đất này mấy em trên vào đi chơi với bẩn vậy đấy. Tối nay lên không biết lên bia ăn uống ở đâu 1 triệu này. Đâu rồi đâu. Đây. Ui, lặng phết đấy. Chỗ này thì gạch ngấm nước rồi. Nhưng thuyền thế này cơ mà. Rồi nghỉ thế được rồi, cho bơi tiếp đi thôi. Đợi tí nữa. Đấy, anh em nhìn này. Cho anh em nhìn. Con sông nó cái ao này nó phải dài hơn chúng mét. Đấy, tít bên kia kìa. Vừa anh em chúng tôi từ tít bên kia sang bên này. Minh Quài. Đấy. Cái đầu giờ đầu bằng như đầu khớp ấy rồi. Lên tí cho nó dạ. Với đấy. Kiếm nốt 1 triệu là mới được 500. Nửa chặng đường. Bây giờ nghỉ cuộc được không? Không ai chơi kiểu toàn như thế. Chơi thế ai chả chơi được. Bữa này làm ông làm ra cho đáng sức trai à? À. Đừng có khom lưng chống gối để gánh 2 hạt gạch. Chết rồi kia thì ai cứu? Bữa này không sao lưng đấy. Chậm thôi. Đợi đấy. Không chẳng may nó có làm sao thì còn cứu được. Không. Cố lên. Cùng tích luôn. Đã đến rồi. Chết rồi. Mất 1 cuốn rồi. Anh cho đi. Chết rồi. Chắc này cái ao này nó chỉ 7 mét thôi. Bơi một lúc đã đến rồi. Chết rồi. Anh nói thật đi. Đối với anh 5-10 viên là còn được, 2 viên ăn thui cái gì. Bây giờ chơi kiểu như này. Có chơi nữa không? Chơi tiếp không? Bây giờ nhá, bây giờ không chơi bò vào cổ nữa. Mà bây giờ là phải 1 tay dâng lên. 1 tay này dâng lên, 1 tay bơi. Bây giờ ta cho mày 1,5 triệu. Không, chân đau không bơi được. Chân thế đau rồi bơi được mút ngay. Chơi không? Không, mà không. 1 viên thôi, dâng lên trời 1 tay. 1 tay bơi, bơi được. Chơi không? Thêm 500 nữa. 1 viên 500. Để nghĩ đi, chơi đấy. Chơi này nó gần quá mấy này, chơi này nó xuống dưới nước, trọng lượng của gạch nó nhẹ hơn sao ấy, mới bơi được. Nhẹ hơn mà sao mà. Nào chơi không? Chơi nhá, thế tháo 1 viên ra. Tháo 1 viên ra, 1 tay cầm. Ăn 1,5 triệu tối thì mẹ chị mời gái uống nước thì lổ bóng mồm. Trời ơi, nghe các em. Bao lâu quen, tối nay mình anh uống nước. Anh biết rằng ăn 1,5 triệu của Duy Thường đã mất tiêu. Đấy. Mình nên kiếm 1,5 triệu. Bơi cầm 1 tay lên này. Phải dâng lên á? Dâng lên. Để chìm không? Không, để chìm nó không nhìn thấy. Để chìm. Dâng lên cũng bơi được. Bơi được. Bơi được, bơi đi, bơi được, bảo rồi này, bảo rồi, cố lên, nhấc gạch lên. Ui sắp phải lăn thuyền rồi. Cố lên, cõng gạch, thuyền anh qua lũi. Ô, chơi 2 tay chơi bẩn, chơi bánh rơi gạch là không được tính. Ô, rơi gạch đây, rơi gạch là không được tính. Ôi trời. Cố lên, ra qua rồi. Ôi ơi, lưng rùa, đóng gạch rồi. Còn bơi sang nữa kìa, một lượt sang nữa kìa. Còn lượt sang nữa Minh Quài ạ. Rơi để lưng mà rơi gạch mất thì phết đấy anh em. Viên gạch bây giờ nó rơi về tầm tí rưỡi tí 7 đấy. Hôm nay đấy. Bố lên 1,5 triệu có đầu ít, làm công ty phải mất 2 tuần đấy. Nửa tháng rồi đấy chứ đâu ít. Đây có 10 phút kiếm 1,5 triệu rồi thôi. Một ngày thử, bắt được con trai. Trai đâu? Đây. Đâu? Đây bắt được không? Đâu? Xem phải trai không? Có trai xanh hay trai sứ? Con này to lắm. Đâu? Được móc. Móc nó vừa nó lại ra nước. Đâu? Xem chai bia hay là chai nước ngọt. Đâu đấy? Từ từ nó đang ngậm há mồm thế này. Ngậm há mồm ra. Lặn được không? Sao bao lâu quen? Ấy trời. Tôi đây mình. Chai lẻ lưỡi đâu mà xem nào. Anh. Anh em nhìn này. Con trai này là con trai cái sao ấy? Con trai cái nó mới lè như này chứ, con trai đực nó phải ngậm vào. Ôi. Nếu anh em mình đi lặn trai cho được ấy. Được bữa tối nấu canh. Ừ. Mất 1,5 triệu nhưng vẫn phải được ăn bữa canh trai chứ. Đấy, hai bác trai. Ít kiểu gì ở đây, nhiều trai đấy. Đại trai. Đâu nhỉ? Đấy, nữa này. Một chú là chú trai con, có chú là đôi mắt tròn. Còn con nữa. Đố bắt được con nữa. Vào đây. Bơi lốt đây, bơi về đây. Bơi đây. Cầm lên, dâng lên. 1,5 triệu đâu phải ít. Chắc gì mà ngập đầu qua là ngập đầu không thở được thì bảo nhá. Dâng lên. Rơi gạch là không được tính. Rơi gạch là không được tính luôn. Rơi gạch rồi. Chịu dưới ngoan rồi, ăn cứt rồi, mất 1,5 triệu rồi. Mày đâu? Nói chung là cũng này cũng đáng đồng tiền bắt gạo không? 1 triệu à? Thật 1,5 triệu em ơi. 1,5 triệu. Thử thách này mình dại quá, dễ chơi quá, mình tưởng gạch. Gạch khi ở trên bờ ấy, thì trọng lượng của nó nặng gấp đôi, gấp 3, gấp 5 lần ở dưới nước. Dưới nước nó nhẹ ăn rất nhiều luôn thì mới bơi được, chứ còn thật sự là nếu mà như lặng ở trên bờ thì bơi phát chìm luôn. Chìm thử bên đây cái chìm luôn. Ok đây đây còn 4-5 nước hốc nước rồi nè. Thiếu còn đúng 1,7 triệu, 1,520.000. Bây giờ mà mất 1,5 triệu thì lấy tiền đâu mà đổ xăng cho lợ được không? Lợ cứ phải tiền luôn. Lợ nhá. Chấm lợ nghỉ luôn. Ok đấy. Thì qua clip này. Đấy, từ từ. Đấy, đây giá chôm. Giá chôm đây. Bỏ ra không trách đâu. Yên tâm nhé các em nhé, tụi anh có tiền rồi. Nói chung là chả cái dại làm cái dại làm. Nắng rồi đấy. 1,5 triệu còn nắng gì nữa, mát rượi đi. Ok, qua clip này tôi cũng cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ Duy Thường và Minh Quài trong thời gian qua. Anh em nào yêu quý thì nhớ cho anh em chúng tôi 1 like, share cho tất cả các bạn cùng xem. Và các bạn nào có ý tưởng mới lạ thì comment thẳng dưới video để anh em chúng tôi kìa. Còn bây giờ thì hẹn các bạn vào những video tiếp theo. Tôi Duy Thường chào tất cả các bạn. Tôi Minh Quài chào tất cả anh em. Bye bye.